Tại sao người ta lại nói Big Country cánh cổng đi đến Metaverse của Polkadot và Kusama? Metaverse, một từ khóa được nhắc đến rất nhiều trên mạng xã hội gần đây, đặc biệt là Facebook vừa ra tin đổi tên công ty mẹ thành Meta. Điều đó cho chúng ta càng thấy rõ được sức nóng và độ thu hút của từ khóa Metaverse này. Ở hệ sinh thái Polkadot cũng có một dự án về Metaverse rất nổi trội mà hầu như những ai quan tâm đến Polkadot hay cả Metaverse đều đã từng nghe qua, đó là Big Country. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem Big Country là gì và anh em hãy cùng CoinF đánh giá tổng quan dự án Big Country nhé. Vậy Big Country là gì, hoạt động như thế nào và vì sao lại nổi trội, thu hút được nhiều sự chú ý đến như vậy? Đầu tiên chúng ta cần hiểu Metaverse là gì trước khi đến với Big Country là gì. Anh em cần phải nắm rõ khái niệm Metaverse. Metaverse là một từ ghép trong tiếng Anh bao gồm Meta và Universe. Meta là vượt ra ngoài, vượt khỏi giới hạn hiện tại, vươn xa hơn. Universe là vũ trụ. Metaverse, một vũ trụ thực tế ảo tăng cường. Tại đó bao gồm cả vũ trụ vật lý như chúng ta đang sống, vũ trụ ảo, vũ trụ tăng cường và chúng gộp lại thành một. Đã từng có rất nhiều phim ảnh về chủ đề Metaverse nhưng dưới một cái tên khác. Các nhân vật du hành đến Metaverse dưới một dạng trò chơi điện tử bằng một thiết bị hiện đại nào đó. Nếu vẫn chưa hình dung ra, anh em có thể xem qua bộ phim Ready Player One. Và giờ chúng ta cùng tìm hiểu Big Country là gì nhé. Tên đầy đủ của Big Country là Big Country Metaverse Network, ứng dụng và blockchain cho Polkadot. Big Country là khuôn mẫu của ứng dụng cho phép anh em tương tác trực tiếp hoặc lập trình viên phát triển sản phẩm của họ. Big Country nhắm tới việc cho phép anh em tạo ra các Metaverse của riêng mình mà không cần bất kỳ kiến thức kỹ thuật nào. Big Country là chiếc cổng đi vào nền tảng và thực hiện hóa blockchain. Có hai góc độ tương tác về Big Country như sau: góc độ nhìn truyền thống và góc độ xem timeline. Chế độ timeline giúp anh em sáng tạo nội dung và các hoạt động thuộc về mạng xã hội, hệ thống quản lý thông tin dành cho quản trị, điều hành, staking, dịch vụ, thị trường, v.v. Góc nhìn 3D phi truyền thống dùng để cho anh em chạy sự kiện, trải nghiệm game, tương tác với người dân trong thành phố, cung cấp đại diện vật lý về quyền sở hữu. Metaverse Network là một blockchain tương thích với EVM, chứa các giao thức hoạt động cho các dự án Metaverse. Các nhà phát triển có thể triển khai hợp đồng thông minh viết bằng ngôn ngữ lập trình Solidity hoặc Ink. Metaverse Foundation là cộng đồng Metaverse được trao quyền để phát triển hệ sinh thái. Nó sẽ được sử dụng cho các khoản tài trợ dự án và các chương trình tiền thưởng khuyến khích anh em đóng góp ý tưởng để phát triển cộng đồng, dự án. Ý tưởng hình thành dự án Big Country, tên miền bit.country, được đồng sáng lập Ray mua vào ngày 22 tháng 1 năm 2018 khi anh ấy đang tham gia dự hội nghị blockchain Mỹ-Trung ở San Francisco. Anh cho rằng mô hình phi tập trung sẽ cần một thế giới ảo cho một danh tính mới của người dùng cùng với tài sản kỹ thuật số trong tương lai gần. Khi blockchain ra đời, nó sẽ tạo ra một sự thay đổi mô hình, hiện thực hóa ý tưởng một tổ chức do cộng đồng quản lý, nơi tài sản số có thể tồn tại vĩnh viễn và việc mua bán có thể được thực hiện một cách đáng tin cậy mà không cần bất kỳ trung gian tập trung nào. Vào năm 2019, những người sáng lập lên kế hoạch tạo ra một nền tảng cung cấp một lối đi mới để xây dựng cộng đồng trên Web 3.0, đồng thời được dẫn dắt bởi kinh tế và quản trị. Các khái niệm sau đây đã ra đời, đáng chú ý là một thế giới thực tế ảo phi tập trung do cộng đồng quản lý, cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế mở, một giao thức NFT mở dùng trong thế giới thực tế ảo, một nền tảng cho phép người dùng tạo Metaverse, các app và trải nghiệm. Vậy vấn đề mà Big Country cần giải quyết là gì và giải pháp khắc phục ra sao? Vấn đề là các nhóm phiên bản Web 3.0 không có mạng lưới phi tập trung nào cho phép chủ nhóm tạo Metaverse của riêng họ cho thành viên trong nhóm. Với các tính năng như quản trị, tài sản và mua bán token, các nhóm trên Web 2.0 của anh em sẽ ra sao trên Web 3.0? Big Country sẽ cho anh em tạo ra Metaverse của riêng anh em có thể sở hữu các mảnh đất và tương tác với nhau trong đó, một cộng đồng của anh em và do anh em làm chủ. Fans muốn tương tác với các KOL, bên cạnh đó họ cũng không nên bị tốn quá nhiều phí gas. Phí gas làm giảm đi độ thu hút và hiệu suất khi giao dịch mà các tài sản có giá trị thấp, ví dụ như NFT. Tài sản không nên chỉ nằm trong ví, các NFT không phải chỉ để nằm trong đống bụi mà phải được trưng bày cho cộng đồng cùng chiêm ngưỡng. NFT thường mang tính chất sưu tầm chứ không có nhiều chức năng. Metaverse của anh em sẽ là nơi để triển lãm các NFT và các NFT có thể được sử dụng như trong thế giới thực và không phát minh lại thứ vốn đã có sẵn. Sẽ có hàng trăm cộng đồng Metaverse khác nhau, các cá nhân hoặc tổ chức cần một phương tiện mà thông qua đó để bày tỏ suy nghĩ của họ, thông qua văn hóa, chủ đề và nghề nghiệp của họ. Các nhà phát triển cần một khuôn khổ cho Metaverse, giao diện người dùng và giao thức để xây dựng nhiều tính năng hơn thông qua các trò chơi và DApp mà không cần phải phát minh lại một thứ đã có sẵn, thế giới Metaverse. Giải pháp của Big Country dành cho người dùng.
Metaverse của anh em sẽ là một cỗ máy tự trị để tham gia và phát triển cộng đồng trên Web 3.0. Đồng thời, nó đi kèm với trải nghiệm đồ họa thú vị và tạo ra giá trị mạnh mẽ cho dân cư trong Metaverse của anh em. Big Country Metaverse Network tạo ra một thế giới kỹ thuật số mới trên Continuum, được hình thành từ các giao dịch cá nhân, thực sự mang lại giá trị bởi cộng đồng. Còn các nhà phát triển thì sao? Các nhà phát triển có thể tạo app thông qua các API theo khuôn khổ Metaverse có sẵn, hoặc tự tạo mới hoàn toàn trên blockchain tương thích với Ethereum của Big Country. Đặc điểm nổi bật của Big Country, thế giới Metaverse hoàn toàn được tạo ra và thuộc quyền sở hữu của anh em, tự do lập trình một blockchain riêng biệt cho Metaverse, kết hợp Voxel và Polygon cho thế giới 3D, tối ưu hóa trình duyệt và tốc độ tải, quản trị on-chain mượt mà ở cả quy mô mạng lưới và Metaverse. Mô hình kinh tế độc đáo hỗ trợ mạng lưới và Metaverse, token dùng trong thế giới Big Country đã sẵn sàng, xây dựng cộng đồng để kiếm tiền. Tiếp tới, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sản phẩm và chức năng của Big Country nhé. Metaverse là một thế giới thực tế ảo siêu thực có chủ quyền với cảnh quan và hệ thống quản trị, nền tảng cung cấp một hệ thống để thu hút người dùng tham gia và tuân thủ luật lệ, quy tắc do chính anh em quản trị và cộng đồng đề ra. Đất, một mảnh đất có thể coi là một quận nhỏ. Các mảnh đất sẽ có một tọa độ trên bản đồ của Metaverse. Mỗi mảnh đất riêng biệt sẽ là mỗi cộng đồng với các chủ đề, nội dung của cộng đồng đó. Các mảnh đất cũng có thể được hiển thị dưới dạng 3D. Bên trong khu đất có thể được chia thành các đơn vị đất nhỏ hơn để dân cư trong khu đó có thể sở hữu và giao dịch. Trong các đơn vị đất này, anh em sở hữu chúng có thể dùng tài sản để cung cấp dịch vụ, trưng bày NFT và tổ chức sự kiện, thu hút sử dụng loại token lưu thông. Anh em lưu ý này, việc đưa một token mới vào lưu thông trong mạng lưới cần có được sự phê duyệt bởi hội đồng quản trị. Anh em nên tham khảo lộ trình của dự án để biết kế hoạch hỗ trợ token lưu thông chính hoặc token thay thế. Thêm một loại tiền cho Metaverse của anh em và dùng chúng để tăng khuyến khích cho các thành viên đóng góp cho cộng đồng. Token dùng cho hai mục đích là tiện ích và quản trị. Các thành viên có thể sử dụng token để thanh toán cho các dịch vụ và tài sản, hoặc có tiếng nói trong sự phát triển và chính sách của Metaverse của anh em. Các ưu đãi được thiết lập hoặc thay đổi bởi các chính sách trong Metaverse. Các ưu đãi có thể bao gồm các hoạt động có ý nghĩa nhằm gia tăng giá trị cho sự phát triển của cộng đồng. Phần này sẽ nhiều anh em thích này, đó chính là lợi ích của anh em khi gia nhập Metaverse. Anh em sẽ trở thành cư dân của Metaverse, khám phá và tìm một nơi phù hợp với anh em về mặt chính sách và ưu đãi, sau đó ổn định. Khi trở thành cư dân, anh em sẽ được nhiều lợi ích như sở hữu đất, sáng tạo nội dung, tham gia kinh doanh, vân vân. Anh em có thể tham gia bất kỳ Metaverse nào. Một Metaverse có thể thiết lập các chính sách cho người dân. Các Metaverse có thể chào đón tất cả mọi người, thậm chí có thưởng cho thành viên gia nhập Metaverse, đáp ứng điều kiện để được tham gia Metaverse, hoặc thậm chí là đóng phí để tham gia. Một Metaverse có thể cho khách tham quan không phải cư dân tự do xem nội dung, nhưng các hoạt động có thể sẽ bị hạn chế. Về phần quản trị, cấp độ mạng lưới, Neum Holders và hội đồng sẽ đồng quản lý mạng lưới bao gồm dân chủ, bộ phận kỹ thuật, hội đồng ngân khố, hội đồng Metaverse, quản trị, cấp độ Metaverse, cư dân có thể bỏ phiếu cho các chính sách, đề xuất các chính sách mới, vân vân, các thứ liên quan đến cách vận hành của Metaverse, ví dụ như tăng nguồn cung các mảnh đất. Big Country đang xây dựng một thị trường đấu giá phi tập trung đơn giản. Việc đấu giá và phân phối các item sẽ hoàn toàn phi tập trung và quản trị bởi blockchain. Ngoài ra, các tài sản gốc trên chuỗi, Big Country còn hỗ trợ các tài sản bên ngoài NFT được giao dịch trên nền tảng sau khi chúng được nhập vào mạng lưới thông qua các bridge. Mua bán NFT với các cư dân trong cùng một Metaverse hoặc toàn bộ mạng, quảng cáo chúng trong chế độ xem thứ nguyên để nhận biết. Continuum, bể chứa Metaverse. Continuum là chiếc tàu mẹ của Metaverse, một tập hợp các thế giới Metaverse mạnh mẽ. Continuum là một bản đồ có các ô trống chứa các Metaverse với số lượng có hạn. Hình dạng tương lai của nó sẽ hoàn toàn do các thành viên cộng đồng quyết định. Các slot mới sẽ được tính toán bởi các thuật toán on-chain. Các thông số để có thể gia tăng thêm slot đất mới dựa vào số lượng, Metaverse, khối đất, dân số và mức độ hoạt động tích cực của hệ sinh thái. Vị trí của các slot mới sẽ được xác định bởi Neum Holders. Một Metaverse có thể tham gia đấu giá để giành được một slot trên Continuum. Khi đó, được một slot, Metaverse sẽ mở ra những cơ hội và nhận được sự công nhận của nền tảng và cộng đồng. Ngoài ra, các lợi ích khác đang được dự án tính toán, các ý tưởng khác đang được xem xét, hiện bao gồm giao thức, hàng xóm thân thiện, anh em có quyền được xem xét ai sẽ là hàng xóm của anh em, các ô đất xung quanh ô đất mà anh em sở hữu. Giờ chúng ta cùng xem các nhà đầu tư, dàn backers của Big Country nhé. Như các dự án vô cùng nổi tiếng khác trên Polkadot, Big Country cũng có một lực lượng backers vô cùng hùng hậu. Và cũng như các dự án có backers khủng đó, tất nhiên để được họ chống lưng thì lượng token phân chia cho họ cũng phải ở mức trung bình, cho đến nhiều, mà mình sẽ làm rõ ở phần tokenomics. Có thể điểm qua một vài cái tên như Animoca Brands, một quỹ chuyên đầu tư support cho các dự án game, NFT, Hypersphere xuất hiện ở hầu hết các dự án khủng trên Polkadot. Ngoài ra còn có CMS, NGC Ventures, LD Capital, GFS Ventures,
OKEX, Longhead, vân vân cũng là một vài cái tên quỹ đầu tư uy tín. Đội ngũ phát triển của Big Country gồm có Ray Liu, co-founder, CEO founder và cũng là co-founder của nhiều dự án trong lĩnh vực công nghệ. Trước đó, anh còn là một lập trình viên cấp cao ở nhiều công ty khác nhau trong nhiều năm. Shannon Christie, co-founder CTO Game 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT, làm việc ở nhiều mảng từ triển khai server, mạng, xây dựng hệ thống đến phát triển trang web, game và phần mềm. Justin Phạm, CTO Blockchain, lập trình viên cấp cao gần 6 năm kinh nghiệm và bắt đầu trở thành CTO từ năm 2019. Dynan Choi, co-founder, lập trình viên cấp cao, anh ấy còn khá trẻ khi là lập trình viên tự do 3 tháng trước khi gia nhập đội ngũ cùng 3 người còn lại vào tháng 5 năm 2018 đến nay. Cả 4 người đều là thành viên của MVP Studio, một công ty chuyên hỗ trợ các startup công nghệ và từng đoạt giải thưởng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục. NUUM là một loại tiền bản địa trên toàn bộ nền tảng và nó là đồng tiền cho các giao thức Metaverse Network. Tác dụng của token Stake để duy trì an ninh cho mạng lưới, đơn vị tiền tệ chung để giao dịch trong hệ sinh thái, ví dụ mua đất, quảng cáo và khuyến mại, dùng để làm phí gas, mua đẹp từ cửa hàng, giao dịch, mua bán tiền tệ, in ra token lưu thông, trao đổi đồng Bit. Và giờ chúng ta sẽ đến phần phân bổ token 50% dành cho cộng đồng thông qua các hình thức Public Sale, Crowdfund, Airdrop và các hình thức khác để thu hút người dùng, 25% dành cho các backers, nhà đầu tư sớm, 20% dành cho đội ngũ thành lập và phát triển dự án, 5% còn lại được phân bổ cho sự phát triển của cộng đồng, chẳng hạn như trợ cấp và tài trợ. Lượng phân bổ 25% cho các backers nằm ở mức khá tới nhiều so với mặt bằng chung của dự án, một cái giá để đánh đổi cho lực lượng backers hùng hậu. Tuy nhiên, dự án cũng khá quan tâm đến cộng đồng và việc phát triển khi ngoài 50% còn có thêm 5% để giáo dục, phát triển và lan truyền dự án. Lịch trình mở khóa token, đội ngũ phát triển 20% khóa 18 tháng trả dần trong 24 tháng, nhà đầu tư vòng hạt giống 17,3% khóa 12 tháng trả dần trong 24 tháng, 50% trong 12 tháng sau khi khóa 1 năm, 50% còn lại 12 tháng nữa. Nhà đầu tư vòng bí mật 7,7% đang trong quá trình tính toán. Chương trình phát triển hệ sinh thái 5% khóa 18 tháng trả dần trong 24 tháng. Cộng đồng 50% được trả ngay hoặc mở khóa tuyến tính. Thuê parachain trong 3 năm 30% đang trong quá trình tính toán. Public sale 8%, các đợt airdrop 2%, thành lập Metaverse 10%. Như anh em đã thấy, việc dự án khóa số token của đội ngũ phát triển đến 18 tháng và trả dần trong 24 tháng sau thể hiện thấy sự có trách nhiệm của họ đối với dự án. Các nhà đầu tư sớm cũng sẽ bị khóa token trong thời gian đầu để tránh tình trạng các quỹ đầu tư chỉ chờ đến ngày nhận token và xả, tạo nên một cuộc chơi pump and dump của cá mập. Vì tokenomics còn chưa hoàn thiện nên có khá nhiều chỗ vẫn chưa đưa ra thông tin chính xác, điều đó rất khó để nhận xét tokenomics của họ. Ngoài ra thì họ vẫn chưa tổ chức bán công khai token của mình nên sẽ rất khó để nhận xét sự chênh lệch giá giữa các nhà đầu tư sớm và cộng đồng. Token lưu thông trong Metaverse Bit. Anh em sở hữu đất sẽ được phép đào đồng Bit, anh em càng có nhiều đất và thế giới Metaverse của những mảnh đất đó level càng cao thì đào càng được nhiều Bit. Nền tảng Bitcountry sẽ được kiểm soát và phân bổ lượng Bit được tính toán theo tốc độ đào của anh em có thể thực hiện các nhiệm vụ khác nhau để kiếm Bit. Anh em có thể nhận được Bit từ việc mang đi stake, đổi token khi anh em tạo ra một đồ vật trên mảnh đất của mình hoặc nâng cấp đồ vật thì lượng Bit sẽ bị đốt đi. Anh em hãy hình dung Continuum là một bể chứa rất nhiều Metaverse bên trong. Mỗi Metaverse lại có các mảnh đất bên trong và sẽ có bản đồ cho từng vị trí của các mảnh đất. Trên các mảnh đất, anh em có thể đặt các phụ kiện, đồ dùng, xây nhà để trang trí mảnh đất của mình. Anh em có thể dùng kính VR để tăng trải nghiệm trong Metaverse. Tổng số đất là 100.000 mảnh đất. Nguồn cung hoặc lạm phát sẽ được kiểm soát bởi một hội đồng quản lý. Giờ chúng ta sẽ đến phần phân bổ đất. Nhà đầu tư vòng bí mật 10%, phát triển hệ sinh thái 10%, doanh số bán NFT công khai 7%, ngân khố 73%, phát hành định kỳ thông qua đấu giá và tài trợ. Các mảnh đất của anh em sẽ được chia thành 100 đơn vị khối gồm chiều ngang, rộng là 10x10. Roadmap của dự án, như anh em thấy hiện Bitcountry đã hoàn thiện và chỉ chờ Polkadot Mainnet thì có thể tham gia đấu giá Parachain và chính thức khởi chạy. Và đó là tất cả thông tin về dự án Metaverse Bitcountry trên hệ sinh thái Polkadot. Mong rằng sau video này anh em có được những hình dung nhất định về Bitcountry và cách hoạt động của nó. Với ý tưởng cho phép người tham gia xây dựng thế giới Metaverse của mình, tương tác với nhau và làm tăng giá trị của các NFT, cùng với đó là sự phát triển, đầu tư một cách chỉn chu, Bitcountry hứa hẹn sẽ là một dự án cực kỳ bùng nổ và được bàn tán khi ra mắt chính thức trên hệ sinh thái Polkadot. Theo anh em, Bitcountry liệu có đạt được thành công như mọi người mong đợi ở một dự án siêu khủng được đầu tư và phát triển bài bản? Tương lai của Bitcountry liệu có trở thành trung tâm Metaverse của toàn hệ sinh thái Polkadot mạnh mẽ? Anh em hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhé! Một điều nữa muốn gửi đến anh em là trend Metaverse đã đến rất gần. Hy vọng anh em đã trang bị cho mình đầy đủ kiến thức và trở thành những người đi đầu cho trend sắp tới, kiếm được thật nhiều lợi nhuận từ nó. Chúc anh em may mắn!
Anh em lưu ý, video chỉ mang tính chất cung cấp thông tin, đánh giá dự án dựa trên góc nhìn cá nhân và không phải lời khuyên đầu tư. Đầu tư vào tiền mã hóa mang lại rủi ro rất lớn. Anh em cân nhắc phân bổ vốn thật kỹ càng trước khi ra quyết định nhé. Đừng quên like, share và follow KF để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích từ thị trường crypto anh em nhé.